xì nó đụng máy bay qua thấy nó nước miếng chịu không nổi vậy. Rồi 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 rồi, là cái này hơn lẻ nữa. Hơn lẻ nữa. Thôi rồi, thôi rồi. Quay giang hồ quay. Lâu lâu em quăng miếng này á, anh cảm thấy chịu đựng được chưa? Thôi rồi, mày đừng có, mày đừng có. Má nó là cười cho đã đi rồi. Cười thoải mái. Rồi rồi rồi, chơi nha. Chơi nha, lén cãi xong nha. Cãi nha. Rồi, chơi. Đường miếng kìa. Quá hấp vô. Rồi chơi nha. Bắt dài. Diễn. Ăn bao bao cái anh suy nghĩ đợi nó nãy giờ hả? Dạ không có được ăn. Thèm lắm không? Dạ không có, không có. Thằng kia nuốt nước miếng này. Ông chưa hỏi, ông chưa nào ông hỏi. Em bằng đâu mà ông xây qua em nè. Ông xây qua. Ủa mày thèm nữa hả? Cái xong. Nuốt nước miếng cái mà không có cái. Cái em vậy nè, em nhìn ông cái. Dạ không có được rồi. Ok, chơi nha. Rồi. Để ngài ăn tiếp đi. Chị nào, chị nào, ông hỏi trả lời. Ông hỏi, nhìn lại chút xíu. Nhìn ổng cái nữa. Nước miếng. Dạ không có được rồi. Ăn tiếp đi. Rồi, rồi, chơi nè. Má chạy. Rồi, Diễn. Nước miếng nè. Lại là hỏi không cười nữa. Lẫn cười đắng ơi đụng. Rồi chơi, má gung tay luôn. Rồi chứ. Rồi má chạy. Rồi Diễn. Má đợi hồi nãy gì về á, đụng mẹ, đập nó chết mẹ luôn. Kêu lại. Ê Nhân. Ê Nhân. Ê thằng Nhân. Mày vô mày làm đại ca luôn đi. Ngồi lại đi. Tao kêu mày, mày kêu đủ. Ông kêu vậy nè. Đây cầm đây. Ông kêu. Đây em vậy. Rồi nè. Rồi đại ca tiếp đi rồi. Anh sát cùng chiên. Kêu. Đây thằng nhóc. Anh kêu lớn không? Đây thằng nhóc. Ông la lớn quá thòng tưởng nó ông cười vụ như nãy chưa thế chưa rồi diễn dụng khoa vô từ đầu lại ba à, từ đầu lại diễn cho nó vô rồi từ đầu luôn đi nó qua nó nghĩ trong đầu anh là đầu nghĩ đụng đợi ông kia về thôi là không cười diễn. Ê thằng nhóc.